thực hiện bản cam kết cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Sáng nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao khai mạc giải Vô Vi Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023, cụm thi đua miền Đông Nam Bộ. Giải Vô Vi Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mở rộng năm 2023, cụm thi đua miền Đông Nam Bộ thu hút 130 vận động viên đến từ 7 đơn vị trong cụm tham gia. Từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11 năm 2023, các vận động viên tranh tài 6 nội dung quyền và 15 hạng cân thi đấu đối kháng nam nữ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào phần thi quyền với các bài biểu diễn hấp dẫn ở nội dung đơn luyện tay không nữ, viên phương quyền. Giải là dịp để các đơn vị trong cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ thắt chặt mối quan hệ, tạo điều kiện để huấn luyện viên, vận động viên Vô Vi Nam học hỏi, trao dồi kinh nghiệm, kỹ chiến thuật, công tác huấn luyện, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn.